Vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe khách dường nằm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Tân Kỳ do thiếu quan sát nên đã đâm vào đuôi xe tải đỗ bên đường cùng chiều khiến hai người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 2, chiếc xe khách dường nằm mang biển kiểm soát 37B 024XX do tài xế TQH trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Tân Kỳ Nghĩa Đàn. Khi đi đến km 671 đường Mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, xe khách trên đã đâm vào đuôi xe tải chở ngô mang biển kiểm soát 20C 228XX do anh DBP, chú tại xã Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn điều khiển, đang đỗ cùng chiều trên đường. Cú đâm cực mạnh khiến đầu xe khách nát bét. Vụ tai nạn đã làm phụ xe khách là anh NCT, sinh năm 2003, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ tử vong tại chỗ. Một hành khách trên xe bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, tuy nhiên sự việc trên cũng chính là một lời nhắc nhở mọi người cần chú ý hơn nữa khi tham gia giao thông. Việc tuân thủ quy tắc an toàn không chỉ bảo vệ chính mình mà còn là ý thức với cộng đồng những thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo